Mới đây, đại diện Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 3 bệnh nhân 54, 60 và 63 tuổi bị sốc phản vệ sau khi truyền dịch tại nhà. Được biết, do mệt mỏi, ăn uống kém, 3 bệnh nhân tự truyền dịch tại nhà, sau đó bị run tay chân, khó thở, chóng mặt, đau đầu. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ, xử trí chống sốc và truyền dịch. Hiện 3 bệnh nhân đã ổn định và xuất viện. Theo các bác sĩ, truyền dịch là đưa vào cơ thể một lượng nước, các chất điện giải, chất dinh dưỡng như là glucose, đạm, chất béo, vitamin. Tuy nhiên, dịch truyền có nhiều sản phẩm, một loại chứa thành phần, nồng độ khác nhau. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý tiêm, truyền dịch tại nhà do có thể xảy ra sốc phản vệ. Đây là một phản ứng dị ứng nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh, xảy ra trong vòng vài giây hoặc vài phút sau khi tiếp xúc với dị nguyên. Dấu hiệu sốc phản vệ tùy theo mức độ nặng của sốc, mức độ nhạy cảm của cơ thể, số lượng và tốc độ hấp thụ các chất kháng nguyên hay chất lạ. Những dấu hiệu sớm có thể là khó thở, phù nề thanh khí quản, suy tim cấp, nhịp tim nhanh, trụy mạch. Nếu không được cấp cứu kịp thời, dễ dẫn tới tử vong. Ngay tại các cơ sở y tế, Bộ Y tế cũng khuyến cáo các y bác sĩ cần chỉ định dùng thuốc phù hợp, tùy theo thể trạng, không phải bệnh nhân nào cũng phải truyền và có thể truyền vào bất cứ thời điểm nào. Khi tự ý truyền dịch mà chưa có kết quả kiểm tra, chưa đánh giá được mức độ tổn thương và tình trạng bệnh nền, người dân sẽ bị biến chứng hơn.